Rồi anh em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, cực kỳ là tỉnh táo luôn, ngủ đẫy cả giấc rồi. Quên tập tay cả chiều ngày hôm qua giờ dẻo chị ạ. Anh thì chiều đến giờ chắc phải làm 2 lít cà phê rồi đấy, không mà tỉnh sáng. Anh em đã sẵn sàng cái công cuộc gì nhỉ? Sẵn sàng. Chứ cái gì nữa. Phải nói là chưa bao giờ chúng ta vào trong trường quay của Lướt trên VTV Go với một tinh thần vui vẻ, tràn đầy sảng khoái và tỉnh táo như bây giờ, đúng không Tân, đúng không chị? Chuẩn gì đâu. Khi mà các nền tảng mua sắm online họ hay có những cái chương trình siêu khuyến mại vào những cái ngày đôi ấy, thì chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị sẵn một cái tinh thần, một cái tư thế để có thể săn được những món đồ mà chúng ta yêu mến. Chị, đâu là chiến thuật của em để có thể săn được những món đồ đó? Cách đây phải tầm một tuần mà có khi cả tháng ấy nhá, là em đã phải kiểu tính xem là mình sẽ mua những cái gì, hay là thấy những gì sắp hết. Ví dụ như kiểu là nước tẩy trang này, dầu tẩy trang này, bông tẩy trang này, hay là nước giặt các thứ là phải thêm dần vào giỏ hàng rồi. Thế xong rồi chỉ chờ qua 00:00 có mã giảm giá là mình add vào, xong ấn thanh toán. Chứ còn lúc đấy mà mới bắt đầu đi tìm thêm vào giỏ hàng là không kịp đâu, hết mã. Ở nhà anh là tất cả những việc đấy là vợ anh đã lo hết rồi. Anh chỉ có một việc duy nhất, gọi vợ dậy đúng giờ để săn sale, chứ còn trượt vài phút thôi thì nhất anh đấy, nhức đầu luôn đấy. Không biết là Tân định mua cái món gì mà cả hai vợ chồng đều phải lên chiến thuật như vậy? Thực ra thì em thì hay thích chơi cái trò Sudoku. Nhưng mà thích chơi trên điện thoại, vợ bảo là anh chơi trên điện thoại nhiều quá, anh phải giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại di động đi. Thế nên là em đang định săn một cái món cũng khá là lạ. Chị biết không, bây giờ nó làm một cái loại gọi là cuộn giấy vệ sinh mà có thể chơi được Sudoku ở trên cuộn giấy vệ sinh đấy luôn. Ui, chị để em luôn đấy. Không chỉ rèn luyện trí não ở bên ngoài hoặc là khi đi làm việc, em còn rèn luyện trí não khi mà em ngồi trong nhà vệ sinh nữa. Đỉnh cao luôn đấy. Thế có khi nào mà anh giật nước rồi xong rồi anh mới nhớ ra cái đáp án không ạ? Thế thì có vẻ như là thôi, chắc là không cần phải mua. Ok ạ. Nghĩ lại thì nó cũng không ổn lắm. Nhưng mà chị nghĩ rằng là cái món cuộn giấy vệ sinh Sudoku đấy của Tân thì chưa chắc đã là một cái món đồ vô chi đâu. Ít nhất nó còn có cái tí công dụng. Đúng rồi, bởi vì là thậm chí còn có những cái người mà họ mất công săn sale cực kỳ, nhưng mà những cái món đồ mà họ nhận lại được ấy còn vô chi hơn mình nghĩ gấp bội. Cái thứ vô chi nhất mà em đã từng mua đây ạ. Người nghĩ con dao, người nghĩ là cái nơ, nhưng mà đây là hai cắt tóc ạ. Hai cái kẹp tóc ạ? Tại sao em lúc đó em quyết định em mua cái món đồ này? Cái này chỉ đơn giản là em ngồi cùng với các bạn em gái em, nó bảo ê chị ơi cái này đáng yêu quá nhở. Em bảo ok mua. Món đồ vô chi nhất mà chị mua online là gì? Chính là cái tháp sô-cô-la, tức là cái tháp nấu chảy sô-cô-la mà chị đã từng mua với cái giá là gần 500 cành, nhưng mà chị thậm chí không dùng được một lần. Vì là nó cực kỳ rất là vô tri luôn. Thật ra là sô-cô-la người ta đã đóng nó thành cái phiên bản thỏi hoặc là cây thì nó là cái phiên bản tốt nhất rồi. Mình không cần việc gì phải nấu chảy hết để mình ăn cả. Nhưng mà không hiểu là tại sao khi mà chị lướt, chị thấy, chị lại nghĩ đến ô nấu chảy sô-cô-la ra thì ăn nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà điều đó rõ ràng là nó rất vô tri. Nhưng mà cuối cùng chị đã mua nó về và chị thậm chí không dùng được một lần. Tại vì dòng điện người ta dùng là 110V. Nhưng mà em cũng biết là Việt Nam là 220 thì khi chị vừa mới cắm vào cái nó nổ tung luôn. Và nó vừa vô tri vừa không sử dụng được lại còn thú hồn nữa. Đôi khi là chúng ta bị phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc. Tức là cảm xúc lúc đấy nó dâng cao quá rồi thì lý trí làm gì có nữa đâu. Nhiều khi biết là sai mà vẫn cứ đâm đầu vào mua cơ. Đúng rồi. Thế nên quý vị ạ, ở trong trường quay hôm nay ấy, anh em chúng tôi cũng đã mang đến một tổ hợp những cái món đồ vô chi. Và bây giờ thì xin mời quý vị khán giả cùng ba anh em chúng tôi unbox những cái món đồ vô chi mà chúng tôi đã săn sale trước đó. Tôi xin phép được tiết lộ đầu tiên ạ. Vì tôi có tên là biệt danh là Hiền Cua nên thực ra là mình cũng hay mua mấy cái hình có con cua. Chưa bao giờ anh mua cái con cua nào mà không ăn được. Đó đấy. Đấy, đó nó bỏ. Nó bỏ đi bỏ lại. Con này thông minh phết, nó tự tránh được chướng ngại vật này. Ôi trời ơi. Nó đi vào gầm ghế mất rồi. Đâu rồi? Bây giờ cả trường quay đi tìm nó. Cua ơi, về đi cua ơi. Cua. Đấy. Nó cứ bỏ ở đây này. Cái nhạc của nó. Đấy, một trong những cái món đồ rất là vô tri mà tôi đã từng mua ạ.
Đến bây giờ thì em vẫn chưa hiểu tại sao em lại mua mấy cái món này ấy chị ạ. Ôi trời ơi, em có cái gì đấy? Đây là quả chuối, ở nhà chuối cả nải đi không ăn đâu, nhưng mà em có thể cầm bình thường giới thiệu được không? Chứ còn em cứ lắc lắc như thế nhìn nó cũng chị sợ nó rụng chuối ạ. Cả nải chỉ có 30.000 một nải. Đây bây giờ cái quả chuối này đã gần 30.000 rồi, 27.000. Nhưng mà em mua cái quả chuối này để làm gì? À em kiểu nhiều lúc ngứa tay ấy, cầm nắn cho nó cảm giác là nó đỡ buồn tay ấy. Thế nói chung là cũng toàn tên là chi mà toàn chi cho những thứ vô chi thôi. Ừ. Chị nghĩ là trong mấy cái món đồ ở đây đấy, đồ của em là vô chi nhất rồi đấy. Chắc chưa? Chắc. Không còn vô chi. Lại giới thiệu luôn. Hàng sập sale của gia đình em cách đây mấy ngày. Nồi cơm mà anh. Ôi, công nhận đấy, đúng là người chồng, người đàn ông lý tưởng mẫu mực trong gia đình. Em còn mua cả nồi cơm điện mới cơ. Nồi cơm điện đâu là gì? Ấm nước luôn. Ôi trời ơi. Thưa quý vị và các bạn, đây đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình luôn. Anh ấy mua cả nồi cơm điện, cả ấm nước về, tức là luôn luôn nhắc nhở em là ngày nào cũng phải nấu cơm cho vợ ăn. Nhưng mà em thấy có ích đấy chứ. Anh chưa đồ, anh đồ rằng là vợ anh mua cái ấm này là nhắc chồng là ra đường là không được ẩm chén ấy. Chắc cũng không đắt lắm nhở. Chị có tin được hai cái này cộng vào hơn 1 triệu. Ôi trời ơi, trời ơi. Đấy là sale rồi đấy. Ôi trời ơi. Xong em cái mua xong rồi em vẫn còn ngồi em nhìn lại hai cái này. Mà em tự hiểu không tự hỏi mình là tại sao lúc đấy mình có thể chốt đơn mua hai cái này nó vô chi một cái khủng khiếp luôn. Nhà mình xe máy, xe ga, chỉ cần đội mũ, gần xa biết liền. Chồng em có ấm, có nồi, tối về đun nấu, cả nhà đều vui. Này nhưng mà cái này là điều tra theo tâm lý của chị em thôi nhá. Tại sao những cái đợt sale là người ta cứ mở ra vào lúc 0 giờ như vậy? Anh không hiểu vì sao, tại sao anh cứ bắt anh phải gọi dậy vào lúc 0 giờ để săn một cái gì đấy. Chắc không hiểu săn cái gì vào lúc 0 giờ luôn thật sự. Thực ra là như này Tân ạ, đến khi mà Tân nói thì mình mới phải công nhận là Tân chính xác. Tại sao không phải là những cái khung giờ như là mình đang đi làm việc hay là đang trông con? Không được. Tại vì nếu như mà vào khung giờ làm việc thì ngay bên cạnh những người đồng nghiệp tốt bụng, ôi sao lại mua cái này, ôi cái này đắt quá, cái này xấu quá, hoặc là sếp gọi dục ấy, thì mình lại không thể nào tập trung để mà mình săn sale được. Đúng rồi, không có người can gián nên đây là khả năng cao là sẽ vung tay qua chán đúng không? Đúng rồi. Buổi đêm thì không bị ai quấy rầy, chỉ có một mình với cái điện thoại thôi. Với cả cái lúc đấy mình cũng bắt đầu kiểu buồn ngủ rồi ấy. Não bộ nó hoạt động nó cũng kém hiệu quả rồi, thế nên là rất là muốn chốt đơn nhanh để còn đi ngủ ấy. Nên chốt đơn chắc chắn sẽ rất nhanh. Nhiều lúc phải đặt ra cái câu hỏi là thức đêm như thế tiết kiệm được vài đồng có đáng không? Bác sĩ nói rằng là em ấy là bị cao huyết áp, xong lại còn thức đêm thức hôm như thế là tàn phá sức khỏe đây, đột quỵ là chết đấy chứ. Thì em săn sale mà lại tiết kiệm cả 1 triệu bạc đấy anh tưởng. Thì em biết cái chỗ thuốc này là bao nhiêu không hả? Bao nhiêu? Riêng tiền đi khám đã hết 2 triệu rồi, chỗ thuốc này 3 triệu nữa là 5 triệu đấy. Em tính xem, em săn sale được có lãi mấy 100.000, thế nhưng mà mất cả coi như là mấy 1 triệu bạc. Nào em tính đi, đúng là chỗ hà ra chỗ hỏng. Rồi. Ở đây mình thấy có 2 vấn đề đúng không? Thứ nhất là việc săn sale như thế nó không thể diễn ra đều đặn quá được, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế nên mỗi tháng chỉ có 1 ngày đôi thôi đúng không? Chứ còn mỗi tháng săn khoảng độ 5 ngày thì thôi thực sự là cũng căng đúng không? Vậy cái thứ hai nữa là những cái chính vì cái tâm lý là muốn săn sale ấy, thế nên là nhiều khi người ta mua những cái thứ mà chính bản thân người ta còn không biết người ta có muốn hay không nữa cơ. Anh kể một ví dụ ở đây nhá. Ví dụ như là em gái anh đã từng chỉ vì ham là có sale ấy mà nó mua về một cái máy lau nhà, máy hút bụi.
gọi là cái loại mà tự động ấy, thả một phát ở dưới là nó chạy khắp nhà để nó lau ấy. Thế là ban đầu thì rất hí hửng là có cái máy nó làm việc thay cho mình. Thế nhưng mà có ngờ đâu cuối cùng lại cứ phải chạy đi đằng trước để dọn đồ, dọn đường để cho cái máy đấy nó đi. Thế cuối cùng hóa ra lại thành ra chính mình để phục vụ cái máy chạy suốt ngày như thế. Xong một thời gian rồi cũng bán đi, cũng chả biết để làm dùng để làm gì. Chết rồi. Chị làm gì đấy? À, không, anh chị cứ tiếp tục đi. Em phải hủy cái đơn đã. Ôi giời, thì cũng lại đi mua máy robot hút bụi giống như là em gái của Đúng Minh Tân rồi, à? Mua robot hút bụi. Vừa mới thêm vào giỏ hàng hôm qua xong. Ôi chị ơi, cái này anh trông quen lắm, hình như là trên Chuyển Động đã từng đây. Đấy, đúng con này rồi đây này. Chị ơi, thì bây giờ em thử xem kỹ xem là có đúng là Chuyển Động đã từng phát cái con robot hút bụi đấy không nhá. Một cỗ máy nhỏ gọn, tự động quét, hút bụi, lau sàn trong các ngõ ngách chật hẹp, giá lại rẻ giật mình. Dù vỏ ngoài được in hoàn toàn bằng tiếng Nhật, thế nhưng mặt sau của robot lau nhà lại in chữ sản xuất tại Trung Quốc. Sau khi bật công tắc, chỉ có chiếc bánh xe quay tròn này hoạt động. Theo thông tin quảng cáo thì robot này có các cảm biến tự tránh vật cản, cầu thang, tuy nhiên các tính năng này không hoạt động ngay từ lần thử nghiệm đầu tiên. Không hút bụi, cũng chẳng tự phát hiện rác thải, nhưng miếng giấy vụ thử nghiệm bị robot đẩy lung tung từ nơi này qua nơi khác và cuối cùng thì robot lau nhà lại bị mắc kẹt ở một vũng nước nhỏ trên sàn nhà. Sau khi tháo tung lớp vỏ ngoài thì bên trong không có bất cứ thiết bị máy móc gì ngoài một chiếc động cơ điện nhỏ giống như của đồ chơi trẻ em. Thậm chí một khối xi măng lớn còn được tìm thấy bên trong thứ gọi là robot này. Theo giám đốc trung tâm điện tử viễn thông, những tính năng thông minh được chủ cửa hàng quảng cáo hoàn toàn không có thật. Ui, anh chị ơi, chuẩn, cái này đúng cái em định mua rồi. Nhưng mà em thấy là không hiểu sao trên này nhiều lượt mua lắm nhá. Kiểu quan đã chị ạ, trước khi mà nói tiếp, hủy ngay cái đơn này đi đã. Em hủy rồi. Mà... kể ra cái phóng sự này phát sóng được bao lâu rồi mà vẫn có những người đi tin và mua vào những cái sản phẩm như này nhỉ? Một con người làm việc với cả Chuyển Động 24 giờ xin được thông báo, 5 năm rồi. 5 năm trước đây clip này đã phát lên rồi. Thế thành ra là Tân với cả Chi có nhớ chương trình 389 không? Chương trình chuyên giải quyết, tức là chuyên lật mặt hàng giả đúng không? Đúng rồi. Cảnh báo hàng giả hàng nhái. Đúng rồi, cảnh báo hàng giả hàng nhái phát vào lúc 21:50 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1. Và thực ra là cũng đã cảnh báo rất là nhiều những cái mặt hàng mà cũng được bày bán ở trên một số những cái sàn thương mại điện tử rồi. Thành ra là quý vị ạ, chúng ta phải nên chăm xem VTV nhiều hơn thì mới có thể phân biệt được thật giả. Có ý định cho lần hai, còn một bộ mà thật lâu tôi tặng thì em ngơ ngác hỏi là của ai. Có chiếc váy nó kiên trì đến nỗi vẫn bám bụi trong tủ quần áo hàng ngày, có chiếc quần vẫn không thể hiểu nổi mấy năm qua sao lại cứ nằm ở đây nhở. Có đôi guốc mới có một vết xước đã nằm vĩnh viễn ở trong góc tủ giày, có thổi son quay được một lần rưỡi cũng phải chấp nhận sống trong cảnh tù đầy. Một chiếc áo còn chưa kịp xé mát em bảo lưu nào em bán đi, còn hôm nay ra đường phải mặc gì thì cứ từ từ để cho em suy nghĩ. Lên Hồ Gươm thì phải mặc bộ khác, mặt Hồ Tây thì phải con xếp này, đôi giày đi qua Bà Triệu phố Huế phải khác với đôi em đi qua Cầu Giấy. Người yêu tôi không có gì để mặc, mỗi lần tôi sang đón em đi chơi, thế nên việc đầu tiên luôn phải làm là đi shopping để mua quần áo mới. Người yêu tôi không có gì để mặc, mặt mũi lúc nào cũng đầy âu lo. Người yêu tôi không có gì để mặc, dẫu một bao tải quần áo đầy trong kho. Đây đúng là một cái tâm lý của những người phụ nữ. Thật sự cứ không hiểu tại sao cứ một buổi sáng trước khi mà chúng ta chuẩn bị đi làm, tôi đúng thật không có cái gì để mặc. Mua rất nhiều và cứ để đầy ra. Thậm chí có những cái bộ mà chị Yến công nhận không, mình chỉ mặc một lần thôi là mình đã cảm thấy nó cũ rồi và mình không muốn mặc lại nó nữa ấy. Đấy chính là cái tâm lý mà bây giờ nói với anh Tân đấy, anh ấy cũng không hiểu. Nhầm, thực ra là con trai cũng có những lúc mua những bộ quần áo về và sau đó không mặc. Lúc mua thì form người mình này, nhưng mà đến lúc mà mình mặc vào thì người mình nó đã thêm vài cân thịt nữa rồi. Xong rồi cái gương ở chỗ thử quần áo trông nhìn nó không hiểu sao nó khiến cho người mình mặc cái gì vào trông ánh sáng đấy, bị trông lung linh thế mà về mặc lên người trông khác hẳn hoàn toàn luôn. Nhưng mà đúng, cái đấy nó cho thấy một sự thật là chúng ta rất hay chi tiêu thiếu kiểm soát
và đặc biệt là quần áo. Ừ. Quan trọng nhất nữa là chúng ta rất hay bị mua sắm dựa trên cảm xúc, mà đặc biệt là vào những cái đợt mà sale. Cá nhân tôi đấy nhá, có những cái đợt mà cái hãng thời trang mình yêu thích họ sale 30% này, 50% này, lúc đấy có chưa cảm giác gì đâu. Nhưng đến khi mà họ răng cái biển là sale 70% thì thật sự với anh Tân đấy là cả một cái cuộc chiến. Mà tôi vẫn nhớ là lúc mà 70% tôi lao vào trong cái cửa hàng đấy thì rất nhiều người phụ nữ lao vào cùng tôi. Kiểu cũng có những lúc mà thậm chí nó không phải là sale nhưng mà mình cũng mua hàng rất là phụ thuộc vào cảm xúc luôn. Ví dụ như hôm đấy mình vừa lĩnh lương chẳng hạn, hay là mình vừa có một phần thưởng gì đó, kiểu một tuần rồi mình chưa mua nên mình cảm giác là hôm nay mình sẽ phải mua, mình sẽ tự thưởng cho bản thân mình một tí để xả stress hay để làm gì đấy chẳng hạn. Đặc biệt là những cô gái thất tình, ôi giời ơi, đi mua đồ ăn gọi là ngập tràn luôn, để làm gì, vừa ăn vừa khóc. Mà mua quần áo cũng ngập tràn để làm gì, ui thì vừa mặc vừa khóc. Em hiểu rồi, thế nên là bây giờ người ta mới phải chọn những cái ngày gọi là ngày đôi đúng không, đến ngày tháng còn có đôi mà mình không có đôi thì mình phải làm gì? Mình phải mua sắm chứ còn gì. Được, mình phải trả thù. Trả thù chứ còn gì. Chỉ cần thích mắt, giá rẻ bất ngờ, thế là mua. Đến nỗi trở thành thành viên hạng kim cương của một ứng dụng thương mại điện tử lúc nào không hay. Nhìn lại cái app ấy thì mình không hiểu tại sao mình có thể chi tiêu mức tiền số tiền như thế. Mà bình thường một tháng mình đâu có kiếm được cái số tiền như thế đâu. Có những ngày nếu mà canh sale phải đến thức đêm 2 giờ sáng để săn sale. Ngày đấy thì cũng phải đặt hơn 10 mấy 20 đơn ấy. Nó nhiều lúc mình mua về mình thích lúc đấy thôi, mình cũng cứ đặt ấy. Xong rồi mình cũng chả biết là mình có mặc hay không. Tháng này thì mình đã tiêu sạch. Tiêu không còn đồng nào luôn. Cháy túi ở đường nghĩa đen. Có những lúc mà mình quên mất những ngày sinh nhật của bạn bè, nhưng mà cái lịch săn sale mình không bao giờ quên. Ví dụ như là mình đã có bạn Totoro đáng yêu này rồi này, nhưng mà mình vẫn quyết định book thêm bạn bé nữa. Mình có cả đây, đây có cả ba anh em này, cả nhà. Gấu trắng này, gấu nâu này và gấu trúc. Thế bây giờ mình mới biết là mình có những con này. Lúc mà mình nhìn lại mình chốt đơn, ôi sao mình chốt đơn nhiều thế mà nó lên như cái tháng này, sao mình lại mua nhiều thế này, mua những cái gì vậy. Cái thời điểm đó mình như kiểu nó có ma thuật, nó hút mình vào là chốt đơn đi, mua nó đi, bạn cần tôi. Mình sẽ gần như theo kiểu là bung lụa để cho nó thật là thoải mái, khó có những cái khoản tiết kiệm. Đợi chị một tí nhá. Alo. Đó tự mua USB công việc. Có thấy hình ảnh của mình ở trong đấy không hả Chi? Có. Tân có thấy hình ảnh của vợ Tân ở trong đấy không? Anh nhiều lúc vợ em về bảo là anh hỏi thăm em mà không bằng shipper hỏi thăm em hàng ngày ấy. Anh về xem lại chính bản thân anh đi. Nhưng mà thông qua hai cái câu chuyện của hai cái bạn vừa rồi thì mình thấy là khá là ngạc nhiên ý. Bởi vì có những bạn ý mua sắm hết sạch lương luôn, không còn một cái gì cả. Nó sẽ dẫn tới một cái hệ quả mà ai cũng có thể nhìn thấy thôi. Cháy túi. Cái bệnh viêm màng túi nó cứ càng ngày càng nhiều. Người bệnh để bác sĩ đã cố hết sức cứu chữa nhưng mà khó. Rất khó để hồi sức cấp cứu được cái ca này. Phải đợi một tháng cơ. Bây giờ mà hết tiền mà vẫn muốn mua, xung quanh quảng cáo vẫn ngập tràn thì làm thế nào? Quẹt thẻ tín dụng rồi sau đó nai lưng ra mà làm chứ còn gì nữa. Thế là mình sẽ lại phải đi vay nợ ở khắp nơi đúng không? Vay bạn bè, vay người thân hoặc là lại nợ chính cái thẻ tín dụng. Và khi mà bị rơi vào cái vòng xoáy của cái nợ thẻ tín dụng thì nhiều người lúc đấy cùng quẫn lại nghĩ đến một cái chiêu trò đấy, lại bùng nợ. 21.000 thành viên, 32.000 thành viên, thậm chí là 105.000 thành viên. Trên mạng xã hội Facebook, các hội bùng app vay tiền online, hội bùng tiền các công ty tài chính mọc ra như nấm. Em vay 50 triệu chưa đóng tháng nào, nay không có khả năng trả, liệu có bùng được không ạ? Ít nhất phải 2-3 tháng rồi bùng mà nhá. Bùng được hết, không bị kiện cáo gì đâu. Mình làm sale nhiều khách vay 70 triệu, trả đóng tháng nào hết mà vẫn có kiện cáo gì đâu. Muốn bùng mà không bị làm phiền, không bị gọi người thân, không bị đăng hình Facebook, em chỉ cho vài chiêu. Hỗ trợ bùng app, với kinh nghiệm sau hơn 6 năm bùng app, tôi sẽ giải đáp các thắc mắc cho những ai đang nợ app. Tuy nhiên, sau khi khoe khoang chiến tích bùng nợ của mình, đối tượng này lại khuyên người dùng, trước khi bùng nợ, hãy vay tiền tiếp các công ty tài chính hay thậm chí cả ngân hàng, rồi sau đó mới bùng một thể. Đối tượng hứa hẹn chỉ cần cung cấp căn cước công dân, ảnh chụp chân dung và số tài khoản ngân hàng, cùng 1,1 triệu đồng là dễ dàng mở một cuốn sổ tiết kiệm. Sau đó dùng chính cuốn sổ này để tín chấp vay được từ 15 đến 35 triệu đồng. Đối tượng sẽ can thiệp chỉnh sửa các thông tin trên căn cước công dân để ngân hàng không đòi được tiền. Chị gửi thông tin ý như đi như đó nhá, nó đi vay những con app khác, chị là người chịu đòn. Mấy thằng ấy là lừa, không có đâu. Ôi này chị cô ơi, em tưởng là chị nói đùa, hóa ra là nó tràn lan luôn bao nhiêu hội nhóm mà lại còn rất đông người tham gia nữa nhá. Xin được gọi những con người này là hội nhóm là hội chí phèo tài chính.
thực sự luôn, không hiểu tại sao luôn, rất tự tin luôn, xác định luôn là vay và bùng và bây giờ tìm cách để bùng mà không có hậu quả nào cả. Xuất sắc. Tức là cái có giỏi, thế cũng nghĩ ra. Cái giỏi là họ tin rằng là họ có thể bùng được. Đúng rồi, thế mới giỏi. Nhưng mà họ lại không hề biết rằng là họ bùng được nợ từ một cái bên nào đó thì sẽ lại bị rơi vào cái bẫy lừa đảo của một cái bên khác và cuối cùng là nợ chồng nợ. Bảo sao ấy mà cuộc sống bây giờ nó lại rất hay có cái thuật ngữ mà mọi người nghe quen không? Người tiêu dùng thông thái. Tân công nhận không? Đó. Thế bây giờ mình thử vạch ra một cái hình ảnh thế nào là một người tiêu dùng thông thái nào? Khó đây, bởi vì là rất khó để mà ai dạy được nhau là tổ hợp của rất tiêu dùng thế nào sao cho thông thái đúng không? Em nghĩ là người tiêu dùng thông thái là những người mà đã sau khi đã mất rất nhiều tiền bởi vì không thông thái rồi thì nó mới trở nên thông thái được. Đúng rồi, nó phải không vấp ngã, không đau thương thì làm gì có trải nghiệm đúng phải không? Phải có tiền học, riêng cái món này là phải trả tiền học. Thế còn chi thì sao hả em? Tiêu dùng thông thái theo em thì nó phải là mua đúng với nhu cầu của mình và còn đúng với cái ví tiền của mình nữa chị ạ. Sao Tân với cả Chi không hỏi mình là khái niệm của mình về tiêu dùng thông thái là gì? Em tưởng chị hỏi em chị phải biết chứ. Thế theo Hiền Cua thì là người tiêu dùng thông thái là gì? Người tiêu dùng thông thái có thể tôi chưa định nghĩa được. Nhưng mà tiêu dùng thông thái thì lại là tên của một chương trình của VTV. Trời ơi, ta xem cái chương trình đấy nhiều vào đúng không? Đúng rồi, phải theo dõi chương trình đấy vào thì mình sẽ có được một số những cái gọi là mẹo khi mà mình tiêu dùng làm sao cho nó hiệu quả và cho nó phù hợp. Và đặc biệt là ở trong chương trình đó thì Hiền thích nhất là cái tiểu mục tiêu dùng xanh. Bởi vì là trong cái tiêu dùng xanh ấy thì là người ta dạy mình một số những cái cách để mà mình có thể tái chế lại được những cái sản phẩm mà mình đang sử dụng ở trong gia đình để cho nó tránh bị lãng phí. Xin chào mọi người, chúng tôi là Ba Lô Tái Chế. Trước khi là Ba Lô, công việc của tôi từng làm là tắm bạc che mưa ở quán cà phê. Anh bạn này làm bạc phủ ở gara ô tô. Còn anh bạn này, đặc biệt hơn, có xuất thân từ bạc lót ao tôm ở dưới miền Tây. Điểm chung của chúng tôi đều là nhựa PVC, rất khó phân hủy. Mỗi chiếc túi đều được gắn thông tin để kể về câu chuyện về vòng đời trước của chúng. Đặc trưng là hiếm có cái nào lại giống với cái nào, bởi nguyên liệu làm ra chúng thì đều được thu gom từ các vật dụng nhựa đã bỏ đi. Giá thành thì từ 90.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng một sản phẩm, tùy loại. Mình đã xài thử nghiệm một cái bóp và mình cảm thấy rất hài lòng vì nó cá tính. Có thể là mình để lên bàn lúc uống cà phê là cả quán cà phê đó có mình có. Với lại mình thấy cảm giác như mình bảo vệ môi trường nên mình cảm thấy rất vui. Chiếc áo cũ đã được tuần hoàn, chiếc quần jean lỗi thời đã được tái chế, hay bạt lót áo tôm mang dáng hình hoàn toàn mới. Những cuộc đời mới của các món đồ đã cũ lại mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển bền vững của ngành thời trang và thay đổi thói quen mua sắm của đông đảo người tiêu dùng. Cái tên của nó hay đúng không Tân? Sống mới với đồ cũ. Rõ ràng là ở trong nhà mình có rất là nhiều những cái thứ đồ cũ nhưng mà chưa đến mức phải bỏ đi. Mình hoàn toàn có thể dùng lại, hoàn toàn có thể tái chế lại và không cần thiết phải mua sắm một cách gọi là vô độ, không cần thiết. Qua chương trình tiêu dùng thông thái thì mới thấy được định nghĩa thế nào là người tiêu dùng thông thái đúng không? Tiêu là phải dùng, tức là mua cái đồ mà mình dùng ấy đúng không? Chứ đừng có tiêu quá đà để rồi dùng xong rồi bị tiêu ấy. Là tiêu đời luôn. Nhưng mà túi luôn ấy. Mà không hiểu sao nhở? Ở đầu chương trình mình cứ bảo là chưa bao giờ tỉnh táo như hôm nay. Mà sao đến bây giờ toàn thân nó cứ nhức mỏi. Thôi ra làm cốc cà phê đi chị ơi. Vừa nói với nhau là phải tiêu dùng thông thái là hạn chế mua sắm mà. Nhưng mà sẵn sale thì làm sao bỏ qua được, nhanh thật dương đi. Ok ạ. Anh chị đi. Em phải ở đây em luyện tay, em ăn cà phê không ăn thua với em. Đợi cho đồ vào giỏ hàng đã rồi đi uống cà phê cùng nhá.